Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Audio. Các bác xem video thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh để cập nhật sớm nhất những cái sản phẩm mới về của bên em nhé. Hôm nay em xin phép được giới thiệu đến các bác một dòng nâng tiếng bãi rất là cao cấp mang thương hiệu của Beckinger. Đấy, một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Đức. Hôm nay thì em về được hai mã là mã EX2100 và mã EX2200. Đấy, cái máy ấy 2200 này thì đã quá nhiều anh em khác giới thiệu và nó cũng là một cái con nâng tiếng mà rất đình đám với cái dân Việt Nam mình trong vòng 2 năm nay. Tại vì cái chất âm của nó quá là hay. Hầu như là trong tất cả các dòng nâng tiếng bãi thì Beckinger là nó không có đối thủ rồi. Máy X2200 này là vỉ dán nhá. Đấy, vỉ dán ruột nó rất là nhỏ thôi. Thì nhiều anh em khác cũng có quay ruột rồi, thế là em cũng không mở con này nữa. Và hôm nay cái lô này về 50 con, về hơn 50 con. Thì nó chỉ có 4 cái con mã 2100 thôi. Đấy, cái con mã 2100 này, mã thì nhỏ hơn nhé. Mã là nhỏ hơn nhưng mà hàng lại hiếm hơn. Mã nhỏ hơn, hàng hiếm hơn, giá lại đắt hơn. Đấy, con cái bản mà X2000 nữa thì nó còn đắt nữa. X2000 là nó sản xuất tại Đức luôn. Còn cái bản X2100 này, đấy, cái 2000 2100, nó là những cái phiên bản đời đầu tiên mà làm nên thương hiệu, làm nên tên tuổi của cái dòng nâng tiếng Beckinger này các anh nhé. Đấy, chất âm của cái dòng này với cái dòng 2200 3200 nó ra là như nhau thôi. Thế nhưng mà cái bản linh kiện này là nó là đời đầu, nó làm cả bản linh kiện đủ luôn và nó làm IC thường và nó làm nó dùng những cái con mà IC độc quyền của hãng Beckinger. Đấy, những con IC độc quyền. Đấy, có tên Beckinger luôn. Tất cả những cái dòng nâng tiếng và lọc Beckinger này các bác mua thì các bác cứ chắc chắn tin tưởng một điều là không có hàng nhái. Không có hàng nhái, toàn bộ là hàng chính hãng hết. Đấy, và hàng này là hàng bãi em đã tuyển chọn, còn rất là đẹp. Mặt phay nhôm trắng. Zin từ A đến Z nhá. Đấy, con nào zin thì em sẽ loại ra thành lý sau. Đấy, còn tất cả những con mà em quay lên video em bán cho các bác là toàn bộ là những con zin nguyên bản hết. Và năm nay thì giá bọn này nó là quá cao rồi. Đấy. Tại vì chất âm nó càng hay, càng nhiều người thích ấy, thì giá nó lại càng bị đội lên thôi. Mã EX2100 này giá là 2.600.000, bao ship các bác nhé, không kèm dây rắc. Còn cái mã EX2200 này giá là 2.500.000, bao ship, không kèm dây rắc. Đấy, em bao ship, bao đẹp, bao máy móc zin nguyên bản cho các bác và hoạt động ngon lành tất cả các chức năng nhé. Con X2200 này với lại con X3200 thì em vẫn bán trước ấy. Thì chất âm của nó không khác nhau cả. Cách sử dụng giống nhau, nó chỉ khác cái là con 3200 mà nó làm thêm cái dàn đèn và nó có thêm một cái nút để chỉnh cái dàn đèn thôi. Còn tất cả các cái IC tiếng rồi các cái linh tinh là như con này hết. Không khác nhau nhé. Chất âm không khác nhau. Hàng em bây giờ đang có sẵn tầm khoảng 50 con và vẫn còn về tiếp nhé. Đấy, lô hàng này có em mua tổng cộng là gần 100 con nâng tiếng cơ. Năm trước thì giá nó còn bình thường, nhiều anh em thợ thì còn đấy em phải cắt cho nhiều anh em thợ khác, nhưng mà năm nay thì chắc là giá là không anh em thợ nào mà làm được rồi. Thế nên em lấy về em bán để phục vụ cho anh em chơi. Đấy, hàng rất là đẹp. Bây giờ em thử cái tiếng nhạc của nó nhé. Kể cả các bác sử dụng cho mục đích là nghe nhạc hoặc là mục đích hát karaoke thì những con nâng tiếng này chất lượng của nó vẫn rất là tuyệt vời. Đấy, đây là mình đẩy và vang và loa để kêu như này khi đi qua. Con nâng tiếng mà hàng mới hàng nhái thì các bác gọi là không chơi cũng được, nhưng mà những cái bác mà nào có điều kiện ấy, mà chơi những con nâng tiếng hàng bãi này rất là nên chơi. Đấy, các bác thấy tiếp em kích lên đến tầm hướng 3 giờ này không hề rú rít nhé. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2. Đấy, bình thường như bình thường không có nâng tiếng nói như này, đây cũng là một con vang cao cấp.
ISO 1080 vãi. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, khi đi cho qua con nâng này thì mới giải quyết được tất cả các cái vấn đề về mic. Tiếng tép thì sáng, nhuyễn, không bị chói. Tiếng bass thì rất là sâu, ấm. Và bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em số điện thoại 0967851866. Đối với những khách hàng mua lần đầu thì vui lòng cọc giúp em 100.000 tiền cước. Và sau khi nhận hàng các bác kiểm tra xong thì các bác sẽ thanh toán nốt số còn lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo.